RL ở Giáo Dân cũng như là các bánh sinh nhật cho Chúa Giêsu ngày đầu năm nay. Xin mời Giang. Chào tất cả các em, xin chào các bà anh chị em. Trước hết xin mời tất cả mọi người chúng ta cho các em tràng pháo tay, bởi vì đã cố gắng rất nhiều để có buổi học ngày hôm nay. Chào rất mừng, bởi vì các em đã dày công tập luyện cũng như là chuẩn bị cho buổi học ngày này với đầu đề là mừng Chúa Giáng Sinh. Chúng ta vừa xem các em hoàn cảnh Giáng Sinh để mở màn cho buổi văn ngày hôm nay với mục đích là mừng Chúa Giáng Sinh. Các em theo như thánh thể là những mầm non, là những người trẻ, thì chúng ta cần phải một niềm vui, một vui tươi của Chúa hài lòng gửi đến chúng ta trong dịp này. Ta cầu chúc các em có một buổi vui rất là vui và đẹp tràn đầy hơn Chúa hài lòng, cũng như kính chúc tất cả quý vị, cái gia đình thân quyến của tất cả các em trong dịp thánh thể một mùa Giáng Sinh vui vẻ, thánh thức và một năm mới hạnh phúc của nhà lời Chúa. Merry Christmas and Happy New Year. Okay. Giờ là giây phút em chờ đợi cắt bánh mừng sinh nhật của Chúa nhé. Chúng ta sẽ chia phần bánh của Chúa Giêsu hài nhi ngày hôm nay. Happy birthday.